Rồi chào các em. Chúng ta tiếp tục giải Phi Lâm Bích khối 7, vòng 7. Bài thi số 1. Ô tăng dần. Cái này là sẽ hơi rối đây. Này sẽ rối rồi kìa. Rồi, ta cùng chuẩn bị máy tính và giải. Câu đầu tiên, x sẽ bằng 10 phần 6 ở số dương. Tức là 1,66. 1,66 ha. Tiếp theo là 0,12323. Tiếp theo là 1,0833. Tiếp theo là kem bấm máy cho ông chắc đi. 32 phần có không có đủ thời gian đâu. 32 phần 99 cộng 14 phần 9 trừ cho 25 phần 99. Nhìn máy tính kìa nha. Lỡ bấm sai đó. 44 phần số 1. 4 phần 9 kìa. Tức là 0,44. Rồi dưới là 0,12232323 vô tư. Ở dưới này là 13,25333 cộng hai này thử xem 50 phần 75, thầy rút gọn đúng mà, cộng cho 15 phần 30, 7 phần 6 là 1,16 chu kỳ, 1,166 ha. Phải 12 234 234. Rồi tiếp tục 2 trừ 0,573 là bằng 1,427. Giá trị tuyệt đối của x bằng 1,427 thì x sẽ bằng 1,427. 56,232323 3,8 17,2323. Rồi 1706 chia 99 17,23 vô tận, 17,23 vô tận. Tiếp tục là 9,6729, 56,25 chu kỳ. Rồi cái này kem bấm máy cho chắc đi. 2 phần 193 trừ cho phân số 3 phần 386 nhân cho 193 phần 17 cộng 33 phần 34 bằng 1. Rồi bài tiếp theo 1,09 trừ 0,29 nhân 1,25 ở dưới là 18,9 trừ cho hỗn số 16 ở trên 13 dưới 20 nhân cho 8 phần 9.
1 phần 2 á, tức là 0,5 đó. Còn nó là 43,2 34 ha. 13,26777. Rối kinh. 70 chia 9. Rồi 7,7 chu kỳ. 7,7. Giờ cần phải tỉnh táo nha. Ở đây không có số âm rồi, người ta mò từ đầu không trước. Số 0 thì không có rồi. Người ta sẽ đi từ 0,1. 0,0 mới có không? 0 nè, đầu 0 nè, nhìn kỹ nè. Ở đây không có, à có đầu 0 nè. Rồi. 0,1 23 23. Và cái này nhỏ nhất nè kìa. Đó. Rồi, còn cái nào đầu 0 nữa không? Này không có đầu 0, cái này đầu 0 mà mày dài tùm lum hết. Vậy anh này nhỏ nhất rồi, anh này nhỏ nhất rồi. Ồ chết chết, sai rồi. Coi lại chứ. 1, 2, 3. Còn này là 1, 2, 2, đúng cái này nhỏ hơn chứ. Thấy cái này nhiều quá rồi cứ tưởng nó lớn hơn, không phải. Ha. Cái này lớn hơn hai này luôn mà. Chết rồi, mất một lần rồi. Rồi 0,122 ở đây cũng 122 đây 3 ở đây cũng 3 nhưng mà đây 2 12232 ở đây 12234 vậy anh này nhỏ nhất. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Như vậy thằng này ngồi nhỏ nhất đúng luôn. Rồi tới thằng này 12234 ha. Này ok rồi mới tới thằng này. Có hố luôn, không cam rồi. Có chừng hố có chết ngắt ha. À đây đúng rồi. Rồi đầu không hết rồi. Đây 0,5 thì còn lâu mới tới. Ở đây có một cái đầu không nè, 0,44. Nó đây 0,5. Nó đây. Rồi hết đầu 0 rồi. Giờ tới đầu 1. Đầu 1 thì dĩ nhiên là số 1 là nó nhất rồi ha. Lấy 1. Rồi tới 1,0 rồi có không? 0,6, 0,4. 0,0 này. 1,0 là nhỏ nhất rồi. Rồi tới 1,1 rồi có không? 1,6, 1,4, 1,1 nó đây. Rồi 1,2 không có, 1,3 không có, 1,4 này, đây, tới 1,6. Hết đầu 1, rồi coi tới đầu 2 có không? Không có, đầu 3, đầu 3 đây các em, 3,8. 3,8, đây. Đầu 4 không có. Đầu 5, đầu 6, đầu 7. Đầu 7 đây. Rồi đầu 9. Đầu 10 không có, 11 không có, 12 không có, 13 có 2 đầu. 13,25, 13,26. Người ta lấy cái này trước rồi mới tới 13,26. Đầu 14 không có, đầu 15, 16 không có, 17 có, 17, 23 dừng lại hữu hạn nè, là nhỏ hơn. Còn 17, 23 vô tận này lớn hơn ha. Ngày sau còn lại 3 số thôi. 43 là nhỏ hơn hai kia rồi, hai kia đầu 56 hết mà. 56, 23, 56, 25 thì ta lấy cái này rồi mới tới cái này. Vậy thôi các em. Rồi tỉnh táo ha. Sơ suất một phát là đi liền. Bài tập bài làm số 2.
máy thôi cho nó đỡ đau đầu. Mũ chẵn ra 1, mũ lẻ ra âm 1, hai này cộng nhau hết. Còn là 2015. Rồi tiếp tục. 0,6 chu kỳ mà chia cho 1/4 được bao nhiêu lại chia cho 0,2/3. 40. Rồi. X sẽ bằng 1/3 cái. Tại sao lại bằng 1/3 không biết không? Thầy giảng nhanh bài này nha. Rồi. Dùng tính chất thôi, dùng tính chất dãy số bằng nhau thôi. 7x cộng 2 trên 5x cộng 7. Em dùng máy tính thì nó ra ngay, nhưng mà thầy cũng áy náy lắm. Dùng máy tính nó sẽ triệt tiêu dần khả năng làm toán của mình luôn ha. Rồi đưa mình thành người đối phó ha. Thành ra đang giai đoạn bồi dưỡng, mình không nên dùng máy tính nhiều, khi nào cấp thiết thôi. Giờ thầy dùng tính chất dãy số bằng nhau nè, thì lấy hai cái tử trừ nhau, 7 cộng 2 trừ cho 7x trừ 1, tức là trừ cho 7x cộng 1 đó. Rồi dưới là trừ cho 5x cộng 1, tức là trừ 5x trừ 1 nữa. Thì cái này nó sẽ bằng bao nhiêu? 7x trừ 7x là hết. Gì nữa? 7x trừ 7x hết, 2 cộng 1 là 3, 5x trừ 5x là hết, 7 trừ 1 là 6. 3/6 thì nó bằng 1/2, đúng không? Phân số là 1/2. Rồi từ đây các em trích ra cái này nè, trích ra cái phân số đầu tiên đi và cho nó bằng 1/2, rồi mình từ đó mình giải cho dễ vậy thôi. Giải này kem nhân chéo lên ha, chuyển vế đổi dấu mình giải đó. Tam giác có góc A bằng 84, hai tia phân giác góc B và góc C cách nhau tại Y. Rồi, bài toán cũng khá hay, hay có thể làm nhanh như sau. Góc 84 độ, thầy vẽ phát luôn, vẽ đại không tượng trưng thôi. ABC này, A này, B này, C này, phân giác góc A là 84 độ nha. Đây kìa, 84. Bây giờ phân giác góc B này vẽ đại nè, vẽ dùng cảm giác vẽ luôn. Rồi phân giác góc C thì vẽ đại luôn, cảm giác luôn. Đó, như vậy là các em sẽ có phân giác rồi. Đó, giờ góc B to này
cộng góc xê to này là bằng bao nhiêu? Góc beta cộng xê to là 180 trừ cho 84 là bằng 96. Góc beta này và góc xê to này cộng lại bằng 96. Mà b chia thành 2 nữa, c chia thành 2 nữa ha. Ý thầy nói là gì? Đây. Hai góc này bằng nhau nè. Rồi tiếp tục. Hai góc bên này cũng bằng nhau. Rồi xin lỗi các em nha, rối quá. Góc B là gồm hai góc B con, C gồm hai góc C con, bốn góc này cộng lại là bằng 96 độ. Mỗi bên thì lấy nữa, như vậy góc này cộng góc này nè, hai góc này cộng lại sẽ bằng 96 chia đôi, tức là bằng 48. Như vậy cái góc góc BIC này nè, đây chính là Y ha. BIC này, chỗ này sẽ bằng 180 độ trừ 48 là 132 các em nhé, sẽ bằng 132. Ngẫm nghĩ đi các em, ngẫm nghĩ đi, thầy giảng lại một lần cuối. Góc B to cộng góc C to thì lấy 180 trừ 84 là ra 96. Vậy là bốn góc con này cộng lại 96, thì cặp này thầy lấy một nửa, cặp này thầy lấy một nửa, nửa dưới cộng lại là bằng một nửa của 96, tức là 48 độ. Như vậy xét tam giác IBC thì góc còn lại sẽ lấy 180 trừ cho 48 là còn 132. Tiếp tục. Tam giác ABC có AD là phân giác góc A, góc DAC là bằng 36, thì góc DAB bên cạnh cũng bằng 36 nếu thích. ABC thì bằng 75. Thì góc ADB thì các em dùng định lý tổng ba góc trong tam giác ABD thôi. 180 trừ 75 trừ 36 thì bằng 69. À, 69. Ba cạnh tam giác vuông tỷ lệ với 3 4 5, như vậy là 3 phần 4 phần 5 phần ha, thì cộng lại là thành 12 phần mà chu vi là 36, vậy mỗi phần là 3, mỗi phần là 3 thì 3 nhân 12 mới ra 36. Ở diện tích tam giác vuông á, thì các em lấy hai cạnh góc vuông nhân nhau chia đôi, ở lớp tiểu học ta học rồi. Em nào mà không hình dung được thầy có thể vẽ hình cho coi này. Vậy thầy có một tam giác vuông để cho mà, đúng không? Thì tam giác vuông thì nó có một cạnh dài nhất, sau này người ta gọi là cạnh huyền đó các em ạ. Cạnh đó là 5 phần, cạnh này 5 phần nè, cạnh này 3 phần, cạnh này 4 phần. Vậy cộng lại đó, cộng lại sẽ bằng là 12 phần ha. Đây 3k nè, đây 4k nè, một cạnh này 5k, 5 phần đúng không, 1k thì bằng mấy biết không, k thì sẽ bằng 36 chia cho 10, 12 phần
thì k bằng 3. Với cạnh này sẽ bằng bao nhiêu? Cạnh này sẽ bằng 9, đúng không? 3k là 3 nhân 3, cạnh này 9, cạnh này 12. Lấy 9 nhân 12 thì chia đôi. 9 nhân 12 để chia đôi ha. Là bằng 54 đây. 54. Rồi. Thì tính cái đám này ra đây. Đây chính là dãy phân số có quy luật ở lớp 6 thầy đã dạy nha. Lớp 6 đã dạy. Này sẽ bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 2 này. 1 phần 2 trừ 1 phần 3 nó cứ triệt tiêu dần. Nói chung là cái đề cuối cùng nó còn đơn giản thôi. Cái đề này cuối cùng nó chỉ còn thực sự là gì? Nó chỉ còn là 1 phần 1 trừ cho 1 phần 7 nhân cho x nhỏ hơn 13 phần 7. Đó. Tức là gì? Quy đồng ta có 6 phần 7 6 phần 7 nhỏ hơn 13 phần 7. Như vậy là 6x 6x sẽ nhỏ hơn 13. Giờ x bằng bao nhiêu thì nhân 6 nhỏ 13. X là số nguyên dương nè. Ta bắt đầu từ 1. 1 được, 1 nhân 6 nhỏ 13. 2, 2 được, 2 nhân 6 12 nhỏ 13. Thì có hai phần tử. Qua số 3 thì nhân 6 bằng 18 là vọt rồi. Hai số. Tam giác ABC có góc A bằng 75, góc C bằng 30. Lấy D thuộc BC sao cho góc BAD bằng 1 phần 3 BAC, tức là bằng 25 độ đó các em. Như vậy là lúc đó là góc DAC sẽ bằng 50 độ. Xét tam giác ADC, các em dùng định lý tổng ba góc thì lấy 180 trừ 50 và 30 là còn lại 100 độ. Đó chính là số đo góc ADC mà người ta lại bảo tính ADB các em. ADB lại kề bù với ADC, như vậy nó còn 80 độ thôi. Vẽ hình ra các em sẽ thấy liền mà. Các em chụp hình lại rồi vẽ tiếp ha. Cho tam giác ABC có AH là đường cao và BK là đường cao cắt nhau bởi Y. ABC là bằng 98, AIK là 49. Tính góc BAC, vẽ cái hình cho các em dễ thấy nha. Rồi giờ thầy có tam giác ABC, rồi có đường cao đi từ B lên là đường cao BK, đường cao đi từ A xuống là đường cao AH. Các em chưa học đường cao đúng không? Đường cao là đường thẳng vuông góc với cạnh đối diện á. À. Rồi này. A này. B này. C này. AH này. BK này. Cắt nhau tại Y. Đây chụp Y nè. ABC là 98 độ. Đây kìa. 98, AIK 49, đây 98 à, AIK 49, tính góc BAC, BAC là góc to này. Giờ ABC tức là ABH bằng 98, giờ tam giác AHB này nó có góc này là bằng 90 độ rồi, đây 90 độ em nhé.
đang 90 độ này. Đó, đây cũng 90 độ này. Nhớ kỹ, đó là mấy cái giả thiết quan trọng. 98 à. 98 là góc tù mà thầy vẽ phải đọc có đúng nha. Vậy để cho nó ra đây một xíu cho nó hợp lý hơn. Rồi, A nằm đây. Cẩn thận các em nha. Tam giác ABC có góc ABC là bằng 98, à, xém nữa là mình tiêu rồi. Hồi nãy mình đi vẽ tam giác có góc nhọn lại ký hiệu là bằng bằng góc góc tù đâu có được. Rồi. Vậy hát nó phải lọt ra bên ngoài rồi. Xin lỗi các em nha. Đường cao BK thì nó lọt vô bên trong. Đây, đường cao BK. Rồi. Tam giác ABC có AH và BK là hai đường cao. ABC là 98. Vậy từ A thầy sẽ kẻ một đường vuông góc xuống. Vuông góc với BC nó cắt BC ở phía bên ngoài á. Này. Rồi thầy là vẽ góc vuông chỗ này. Rồi, đây là đường cao AH mới đúng nè. Đây là B. Góc ABC là 98. Rồi đường cao AH và BK cắt nhau thì muốn cắt nhau phải kéo dài xuống bên dưới ra. Kéo dài xuống dưới ra nó mới cắt nè. Đó. Đó. Đây cũng vậy, kéo dài xuống đây nó mới cắt. Cắt nhau phía dưới này. Rồi. Cắt nhau tại Y. Đó, cái hình đúng của nó vậy đó. Còn 49 độ ở góc nào? Là góc này AIK là 49 độ này. Số đo góc BAC là số đo góc trên này kìa. Giờ ta sẽ đi tính góc trên này nha. Giờ xét tam giác AKI dưới này 49, đây vuông. Vậy cái góc A to này nè, các em sẽ lấy 90 trừ cho 49, tức là bằng 41. Cả góc lớn này là 41 độ. Cả góc lớn là 41 độ. À, 41 đó là gồm hai góc con. Một góc bên phải là ta đang cần tính nè, góc BC cần tính, vậy ta tính góc nhỏ này đi. Thì đây 98. ABC 98 thì góc kề bù bên cạnh sẽ là bằng bao nhiêu? Có phải là 92 không? Hay là 82? Tám hai với 98 là 180 ha. Như vậy đây 82 thì trên này rất nhỏ, góc cong trên này là chỉ có 8 độ thôi. 8 82 là 90. 41 trừ 8 còn 33. Vậy là góc này là 33 kìa. Cuối cùng cũng ra quá gian nan ha, bằng 3. BAC sẽ bằng 33 độ, đúng là to cuối cùng luôn. Ta còn mấy chục giây thôi nè. Bài thi số 3, số nào mũ 3 bằng 27? Chỉ có số 3 thôi. Như vậy x trừ 1 bằng 3, x sau bằng 4. Cái này bấm máy thôi. 1 phần 4 mũ 3. Rồi nhân qua 2 thì được 0,5 nhé. Cái này ta dùng tính chất phân phối cũng được ha. 11 phần 12 nhân cho tất cả 15 phần 33 cộng cho 2 phần 22 là nó bằng 1 phần 2 đó. 1 phần 2 cộng 1 phần 2 nữa là bằng 1.
2 phần, 3 phần, 5 phần. Vậy cộng lại sẽ là 10 phần. 10 phần mà bằng 10 luôn. Vậy mỗi thằng sẽ bằng 1. 1 phần sẽ bằng 1. Vậy x y z chính là 2, 3, 5 luôn. 2 trừ 3 là bằng âm 1. Âm 1 cộng 5 là bằng 4 nha. Phía dưới x 1 phần, y 2 phần và là số âm. Như vậy là ta có là k bình, x bình là thành 1 phần, tức là k bình đó. Y bình là 2k, 2 phần, tức k bình là 4k bình. Vậy bằng 20, vậy 5k bình sẽ bằng 20. Vậy k bình sẽ bằng 4. Vậy k sẽ bằng cộng hoặc là trừ 2. 1 phần là bằng dương 2 hoặc là âm 2. Nhưng mà ở đây người ta cho âm nè, vậy k sẽ bằng âm 2 á. K bằng âm 2 thì x là bằng âm 2 luôn, bởi vì nó bằng 1 phần thôi. Còn y là 2 phần, như vậy là bằng trừ 4. Rồi x âm 2, y âm 4, vậy cộng lại sẽ bằng âm 6. Tiếp tục học ABC thì bằng 60 độ. MNB là góc tù. NB trong đó AB là song song với lại NP. Còn BC là song song với MN. Như vậy góc MNB kèm ráp với lại góc ABC nó có thể tạo thành hai góc kề bù luôn á. Dễ thôi, để vẽ hình cho các em dễ thấy nè. MNP ha. Giờ thầy có góc ABC nè. Rồi, ABC đây. Đây góc tù song song. Để đưa sát cho đây dễ thấy nè. ABC. Đây, A, B, C, N đây. M sẽ nằm đây. P nằm trên này. P phở. Rồi, PN song song AB. MN song song BC. Ở đây là 60 độ. Vậy các em sẽ cảm giác góc này là bù với góc này đó. Chứng minh dễ thôi. Kéo qua nè. Kéo qua. Kéo dài BC ra, cắt này tại đây đi. Ha. Thì 60 độ bên này là nhảy qua đây được nè. Đồng vị, hai này song song mà. Rồi 60 độ này nhảy xuống đây được. Đối đỉnh mà. Đúng không? Lúc đó hai này song song thì hai góc này là hai góc trong cùng phía. Thì đây 60 dưới 120 thôi chứ bao nhiêu. 120. Số nguyên x thỏa mãn hai cái này nhân nhau âm. Là gì? Bài này sẽ khó lắm. Thầy hướng dẫn bài này. Trên phần mềm. Hai số, hai cái ngoặc đơn này các em coi như hai số đi ha. Nhân nhau ra âm. Vậy hai số này là một số dương, một số âm. Vậy ta có trường hợp 1 là x cộng 1 là dương.
x cộng 3, khi đó gọi là âm. Tại sao vậy? Tại vì dương nhân với âm nó mới ra âm được chứ. Nhưng mà các em thấy vô lý nè, x cộng 1 dương rồi thì x cộng 3 không thể nào âm được, đúng không? Trường hợp đó vô lý, bỏ đi. Vậy ta thử trường hợp khác. Vậy x cộng 1 âm, và khi đó buộc x cộng 3 phải làm sao? Dương. Trường hợp trên này ta thấy rõ ràng vô lý. X cộng 3 là kiểu diễn lớn x cộng 1, mà x cộng 1 dương rồi x cộng 3 sao âm được, đúng không? Rồi chỗ này thì chưa thấy sự vô lý thì ta có thể giải tiếp. X cộng 1 nhỏ hơn 0 thì x phải nhỏ hơn trừ 1. Gì nữa? Câu này, x cộng 3 lớn hơn 0 thì x phải lớn hơn trừ 3. Vậy các em coi có số nguyên nào lớn hơn trừ 3 và nhỏ hơn trừ 1 không? Có, đó chính là trừ 2. Trừ 2 nhỏ hơn trừ 1, lớn hơn trừ 3, gì nữa? Có mỗi số đó thôi. Số giá trị x thỏa mãn cái này. Chà, khó nha. Bài này thầy giải như sau. Như vậy bài số 7 là các em nắm được gì? Bài số 8 là giải như sau. X bình thì ghi là x nhân x cộng cho 7x. 7x thì thầy ghi là 3 nhân x rồi cộng cho 4 nhân x. Thì 3 nhân x cộng 4 nhân x là dùng tính chất phân phối gộp lại nó lại thành 7x đó. Rồi cộng cho 12. 12 thầy ghi 4 nhân 3 này, cho không khỏe. Thì cái này bằng 0 ha. Rồi cái này ta dùng tính chất phân phối nè. Lấy x ra dùm chung. Vậy ở trong sẽ còn là x cộng 3. Rồi cái tiếp tục cái dưới cái phần này cũng vậy. Lấy 4 ra dùm chung. Ở trong còn x cộng 3. Rồi ta lại coi x cộng 3 như là một số giống nhau. Như vậy ta lại tiếp tục dùng tính chất phân phối. Để lấy x cộng 3 ra dùng chung thì còn x cộng 4 bằng 0. Vậy tới đây ta có hai bài toán con là x cộng 3 bằng 0 hoặc là x cộng 4 bằng 0. Như vậy là ta có hai giá trị x làm cho cái này nhân nhau bằng 0. Đó là trừ 3 và trừ 4. Nhưng mà ta không có hỏi x bằng bao nhiêu, ta chỉ hỏi số giá trị của x thôi. Câu số 9. Một phân số muốn nhỏ nhất. Một phân số muốn nhỏ nhất mà tử là không thay đổi rồi. Tử là 12, không bao giờ thay đổi rồi. Vậy mẫu phải lớn lên. Chi cho cái gì đó càng lớn thì kết quả nó càng nhỏ hơn. Vậy là 6 trừ x cộng 1 tuyệt đối là phải lớn nhất có thể. Mà cái mẫu lại là một hiệu. Thì hiệu này sẽ lớn nhất khi số trừ là nhỏ nhất. Bởi vì số bị trừ là không thay đổi rồi. Và số bị trừ là không thay đổi thì số trừ nó sẽ nhỏ nhất khi nào nhỉ? Khi nó bằng 0 thôi. Vì giá trị đối nhỏ nhất là bằng 0 mà. Thầy nhắc lại nè. Câu số 9 nha. D lớn nhất. Thầy ghi bên ngoài đi ha. D lớn nhất. Khi 6 trừ giá trị tuyệt đối của x cộng 1 bé nhất. Thì mẫu càng bé thì phân số càng lớn như sao? À, người ta hỏi d nhỏ nhất mà. Vậy là d bé nhất khi cái mẫu lớn nhất. Cái mẫu 6 trừ này lớn nhất thì khi cái này bé nhất. Mà cái nào bé nhất tức là gì? Tức nó
nó bằng 0. Giá trị đổi thì thấp nhất sẽ bằng 0 thôi. Lúc đó cái này bằng 2. 0, 6 trừ 0 là 0, 12 chỉ 6 bằng 2 thôi. Nếu mình thẳng cắt hai đường song song thì hai góc ngoài cùng phía ngoài và cùng phía thì nó sẽ bù nhau. Em vẽ hình ra các em sẽ thấy liền. Tôi có tổng bằng 180 rồi, ta làm bài luôn. Như vậy là mình đã giải xong vòng thi số 7 cùng với số điểm tối đa. Tạm biệt các em, gặp lại ở vòng thi tiếp theo.